Chào mọi người, ác đuối lắm rồi đó. Nhưng mà tại chuyện này hay quá, bắt đầu là ác mê chuyện này rồi đó. Qua mấy tập đầu là giới thiệu sơ về nhân vật với bối cảnh, bây giờ là bắt đầu là hấp dẫn rồi đó. Hôm nay quất 3 tập rồi, đuối lắm rồi đó. Chiến Thần Vương tập 8. Anh dứt khoát cúp máy. Anh biết tên ngốc này đang nằm trong tay mình, đối phương sẽ không dám làm gì mẹ anh. Nhưng anh cũng biết thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Anh hỏi Chu Tước, Thanh Long tới đâu rồi? Vừa đến Nam Thành, hiện đang ở căn cứ quân sự Hải Đảo. Bảo cậu ta điều động toàn bộ lực lượng tìm kiếm tung tích mẹ tôi trong phạm vi toàn bộ Nam Thành, phải thật nhanh lên. Anh lớn tiếng ra lệnh. Ngay sau đó, anh lại gọi điện thoại cho Vương Mặt Sẹo. Mặt Sẹo, mau ra lệnh cho anh em tìm kiếm tung tích mẹ tôi. Cho dù có lệnh tung Nam Thành cũng phải tìm cho ra. Nói xong, anh lập tức cúp máy. Anh bước lên một bước, giơ chân dẫm lên trên đầu Tiền Cẩm. Lúc này đầu gã ta vỡ nát như quả dưa hấu. Tiền Quán Bằng nhe răng trợn mắt, hét lạc cả giọng: Mày giết cậu chủ nhà họ Tiền bảo bọn tao, nhà họ Trần nhà mày sẽ bị xóa sổ. Thoát một cái, lưỡi dao liền nhanh như thiểm điện quét ngang cổ họng ông ta. Tiếng hô hoán ông ta lập tức im bặt, phun máu tươi phun ra như suối. Hai mắt ông ta trở nên trống rỗng, cả người co giật rồi tắt thở. Thiên Hạo, sao lại như vậy? Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tiểu Nguyệt hiện lên vẻ bất an. Việc anh giết người tàn bạo như vậy khiến cô cảm thấy khiếp hãi, nhưng cô cũng hiểu được lúc này anh đã hoàn toàn bị chọc giận. Mẹ anh bị người nhà họ Tiền bắt cóc, anh phải đi cứu bà ấy. Vừa dứt lời, anh lao vút đi như bay. Sắc mặt cô tức thì biến đổi. Cô nhìn thoáng qua đám người nhà họ Lưu ở sau lưng mình, hai mắt đỏ bừng quát lớn. Toàn bộ người nhà họ Lưu nghe lệnh, lập tức đi điều tra vị trí bà Trần, nhanh lên. Đám người kia đã bị thủ đoạn vừa rồi của Trần Thiên Hạo dọa sợ ngây người. Nghĩ tới thân phận của Lưu Tử Nguyệt là người phụ nữ của anh, lại càng không dám chần chừ, nhào nhào chạy vội đi. Đồng thời trong lúc đó, toàn bộ thế lực ngầm ở khu Sùng Văn đều đồng loạt hành động. Cùng lúc đó, ở căn cứ quân sự Hải Đảo của đội quân Đông Hoàng ở vùng biển phía Bắc cách Nam Thành mấy chục dặm, có mấy chục chiếc tàu chiến cỡ nhỏ cập bờ. Hơn 10.000 quân Đông Hoàng được vũ trang đầy đủ xông vào khắp thành phố lớn nhỏ. Đi xông vào khắp phố lớn ngõ nhỏ, bao vây toàn bộ mọi khu vực thuộc địa bàn của nhà họ Tiền. Cả thế lực ngầm và đội quân Đông Hoàng để cùng một lúc ra tay. Vậy mà hai bên lại không hề xảy ra bất kỳ xung đột nào. Đây là một chuyện lạ hiếm thấy. Giờ phút này, toàn bộ Nam Thành bị một bầu không khí u ám bao trùm. Người dân không dám ra ngoài, chỉ trốn ở trong nhà, lặng lặng quan sát mọi thứ qua khe hở cửa sổ. Các gia tộc có thế lực ở Nam Thành cũng đang cuống quýt tiêu hủy các sổ sách phạm pháp, sợ bị đội quân Đông Hoang bất chợt xông vào niêm phong. Tại đại viện nhà họ Tiền, ông hai nhà họ Tiền trông thấy quân đội vác theo súng ống hùng hổ xông vào, ông ta giận tím mặt rít lên: Các người đang làm cái gì vậy? Dám xông vào đại viện nhà họ Lưu, chán sống rồi hả? Tôi sẽ báo chuyện này với phó chủ tịch Trần. Tướng quân dẫn đầu lạnh lùng đạp ngã ông ta xuống đất. Giọng nói của Trần Khải Minh vang lên trong điện thoại: Alo, ông hai nhà họ Trần, ông hai nhà họ Tiền gọi cho tôi có chuyện gì đấy? Tôi là tổng tư lệnh căn cứ quân đội quân sự Hải Đảo của đội quân Đông Hoàng bàn Đại Hải. Theo nguồn tin tức đáng tin cậy, nhà họ Tiền chứa chấp phần tử khủng bố có ý định phản động. Ông có quan hệ gì với nhà họ Tiền? Không không, tôi không có quan hệ gì hết. Tổng tư lệnh bàn, tôi thực sự không biết tại sao ông ta lại gọi cho tôi. Hôm khác tôi sẽ mời ông uống trà sau. Tút tút tút. Sau khi vội vàng cúp điện thoại, Trần Khải Minh toát hết mồ hôi, đờ đẫn ngồi trước bàn làm việc. Lần này nhà họ Tiền xong đời thật rồi. Nghe thấy đối phương nói mình là tổng tư lệnh căn cứ quân sự Hải Đảo của đội quân Đông Hoàng, ông hai nhà họ Tiền không khỏi khiếp sợ, vốn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. Tổng tư lệnh bàn, xin hỏi nhà họ Tiền chúng tôi đã làm cái gì sai, lại bị anh trọn một cú đá? Tổng tư lệnh bàn giận dữ tra hỏi: Ông có thấy bà Trần đâu không? Không không không, tôi không thấy. Ông hai nhà họ Trần lắc đầu nguyền rủa: Vô dụng, niêm phong toàn bộ tài sản nhà họ Tiền xung vào công quỹ. Khắp các nơi thuộc địa bàn nhà họ Tiền đều bị, trên toàn bộ Nam Thành đều đang diễn ra cảnh tương tự.
Tất cả tài sản, như họ tiền đều bị thu hồi. Ai dám chống đối, cho hết vào nhà giam. Lúc này đây, chính quyền Nam Thành lại im lặng một cách khó hiểu. Một trong bốn đại tướng của đội quân Đông Hoang, Thanh Long, xăm hình vuốt rồng trên đầu, dẫn theo quân lính xông vào một đại viện nhà họ Trần. Vương, anh ta cung kính quỳ xuống. Trần Thiên Hạo không nói một lời nào. Cả người anh mất kiểm soát, không ngừng run rẩy. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy bất an như vậy. Giây phút này, anh không còn hơi sức nghĩ đến nguyên tắc hay quy củ gì nữa. Anh chỉ muốn quét sạch người nhà họ Tiền. Anh quát lớn, trong vòng một phút, các người phải điều tra ra được mẹ tôi đang ở đâu. Thanh Long bị dọa sợ, run người, lập tức bật bộ đàm kêu gọi thuộc hạ khắp thành phố. Tất cả nghe lệnh, bằng mọi giá phải tìm được bà Trần. Đồng thời Vương Mặt Sẹo cũng đang ráo rít nghe ngóng ở khắp các hộp đêm khu Sùng Văn. Chuông điện thoại bất chợt réo lên nói, chủ nhân, có tin tức rồi, nói. Trần Thiên Hào rít lên, giọng nói run run, là tin của một người anh em trong giới xã hội đen, nói là nhà họ Tiền thuê một tổ chức sát thủ tên là Ám Dạ. Địa điểm ở đâu? Bọn họ tra ra được người của Ám Dạ từng xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố. Lập tức điều động toàn bộ người qua đó, Thanh Long thu quân quay về hải đảo. Sau khi ra lệnh xong, Trần Thiên Hạo vội vàng chạy đi. Mẹ nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Tại khu đất nhà máy bỏ hoang ở phía tây thành phố, bên trong một nhà máy sản xuất thép cũ nát cực lớn ở phía cuối cùng. Vẻ mặt Tiền Quán Thần cực kỳ dữ tợn. Ông ta không ngừng gọi đến số Tiền Quán Bằng nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tim ông ta đập thình thịch, trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Thế nhưng ông ta vẫn cố chấp cho rằng Trần Thiên Hạo sẽ không dám động tới Tiền Cẩm bởi vì ông ta đang bắt giữ mẹ anh. Nhớ tới tiếng hét thảm thiết vừa rồi của con trai trong điện thoại, trái tim ông ta như quặn thắt lại. Ông ta hùng hổ xông lên, tát thật mạnh vào mặt bà Trần. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ diệt hết cả nhà bà. Bà Trần bị đau phun cả một ngõ máu tươi, đỏ lòng. Phun đầy mặt Tiền Quán Thần, khốn kiếp, đợi con trai tôi tới đây sẽ đánh chết ông. Con trai bà sao, nó không tới càng tốt. Nếu nó dám tới đây, bà nghĩ nó còn toàn mạng trở ra hay sao? Tiền Quán Thần nở nụ cười rách lạnh. Ông ta lại cho bà Trần ăn thêm một cái bạt tai. Đánh mạnh tới mức khiến bà ngất xỉu. Reng. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Tiền Quán Thần vội vàng nghe máy. Chú Tật Tiền, không xong rồi, nói mau. Toàn bộ tài sản của nhà họ Tiền chúng ta đều bị đội quân Đông Hoang niêm phong lại rồi. Hơn nữa, các hộp đêm đều bị người của Vương Mặt Sẹo chiếm hết cả rồi. Người của ta vừa bị đánh đã bị bắt bớ. Nhà họ Tiền sắp diệt vong rồi. Cái gì? Ông ta khiếp sợ gầm lên. Dự cảm không lành trong đầu ông ta càng thêm mãnh liệt. Ông ta run rẩy gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Trần. Phó Chủ tịch Trần, tại sao nhà họ Tiền chúng tôi lại bị quân Đông Hoang chiếm đóng chứ? Cút đi! Ông đây còn đang lo không giữ được cái mạng đây. Gọi cho ông đây là cái gì? Tút tút tút. Tiền Quán Thần sợ hãi nuốt nước bọt cái ực. Ông ta lại nhìn sang bà Trần, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ tàn bạo. Rốt cuộc Trần Thiên Hạo là ai chứ mà lại có quyền điều động cả quân đội Đông Hoang? Ông ta nhớ tới mấy lần đối đầu với anh, đối phương đều có thể giải quyết dễ dàng. Ông ta vô thức rùng mình. E là thân phận của thằng nhóc này không hề đơn giản. Bỗng nhiên ông ta nhớ tới một người, phó tư lệnh căn cứ quân sự Hải Đảo, Hoa Mảnh. Sếp Mảnh, tôi là Tiền Quán Thần đây. Tiền Quán Thần, ông đang ở đâu? Tôi... Ông ta đột nhiên cảnh giác, không chịu nói ra. Sếp Mảnh, tại sao các ông lại muốn đối phó với nhà họ Tiền chúng tôi? Chẳng lẽ chúng tôi đã làm sai chuyện gì rồi sao? Đừng nói lãng sang chuyện khác, bây giờ ông đang ở đâu? Còn nữa, tôi cảnh cáo ông, lập tức trả lại bà Trần toàn vẹn. Nếu không, cả nhà họ Tiền của ông sẽ phải bị chôn cùng đấy. Ông ta không khỏi hoảng loạn, rốt cuộc cũng ý thức được mình đã chọc phải người không nên chọc. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Ông ta đâu còn cách nào khác đâu. Sếp Mảnh, nể tình hai ta quen biết lâu năm, ông có thể nói rõ cho tôi biết được không? Nói cái con khỉ, tôi nói cho ông biết, chính vì chúng ta quen nhau nên địa vị hiện giờ của tôi cũng sắp không giữ được nữa rồi đó. Còn mẹ nhà ông, mau nói ra đi, ông đang ở chỗ nào? Tiền Quán Thần không chút do dự lập tức cúp máy. Ông ta vẫn chưa yên tâm, bèn đập nát điện thoại. Ông ta ngẩng đầu nhìn ngọn đèn tù mù trên nóc nhà máy, chán nản thở dài. Hết thật rồi, mấy chục năm lăn lộn trên thương trường lại bị hủy hoại trong chốc lát, lại còn hủy hoại triệt để. Nhà họ Tiền đã không còn, sợ là con trai ông ta cũng không có kết cục tốt đẹp.
tất cả đều là tại Trần Thiên Hạo. Trần Thiên Hạo, mày hại tao mất tất cả, tao sẽ không tha cho mày đâu. Ông ta quay phát sang nhìn bà Trần, ánh mắt sắc lạnh lóe lên vẻ ác độc. Nếu phải chết vậy thì cùng chết, nhất định không để cho Trần Thiên Hạo sống tốt. Ông ta cầm một ống thép dài khoảng 1 mét trong đống phế liệu bên cạnh, chậm rãi bước tới chỗ bà Trần. Hôm nay bà phải chết. Uinh! Cổng lớn rỉ sét của nhà kho bị một chiếc linh con đen tuyền phá hủy, đèn pha sáng quắc, ánh đèn chói lòa khiến Tiền Quán Thần không nhịn được nheo mắt lại, vô thức giơ tay lên che. Chiếc ô tô lao vút lên không trung rồi hạ xuống đất, bánh xe trượt dài tạo ra tiếng ma sát khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Chiếc xe lao thẳng đến chỗ Tiền Quán Thần. Ông ta cuống cuồng giơ ống thép kia lên đánh tới tấp lên kính chắn gió xe, rồi nhảy sang một bên tránh né. Ông ta lăn lộn dưới đất vài vòng thoát khỏi sự tấn công của chiếc xe. Ông ta xoa bóp cánh tay đau nhức, đứng dậy đi xem thử thì thấy chiếc xe màu đen như bị mất phanh lao đi một mạch vào cột trụ inox khổng lồ của nhà máy. Âm! Luồng khói đen tản ra khắp đầu xe, một ngọn lửa dần dần bùng lên. Bịch! Cửa xe bị người bên trong đá văng. Trần Kinh Hào từ hàng ghế sau bước xuống, đồng thời Chu Tước cũng đi ra sau từ ghế lái. Tiền Quán Bằng nhìn thấy hai người họ không hề bị thương, sắc mặt tràn đầy u ám. Ông ta gào lên trong nhà kho trống không: đến được các người, ra tay rồi đấy. Ông ta vừa dứt lời, bốn bóng người mặc quần áo dị dạng chậm rãi bước ra từ nơi bóng tối bao phủ bên trong nhà máy. Trong số đó còn có một cô gái giống người, dáng người bốc lửa, tay còn đang bóp mấy thứ đồ giống như ngón tay. Cô ta vừa đi vừa lên tiếng trách móc: đều tại cậu đấy cậu ba. Lúc đầu bà đây còn có quái tao to hơn, định giữ lại dùng thì bị cậu đè chết luôn. Cậu ba cơ bắp cuồn cuộn, dáng người thô kệch, tay cầm xích sắt buộc một quả cầu màu đen bằng sắt khổng lồ, hắn ta vác trên vai. Ha, tôi không để ý, lần sau tôi sẽ giữ lại cho chị. Cậu ba, cậu không giữ lại thì còn làm được gì nữa chứ? Chẳng lẽ cậu định chơi với chị Hoa à? Một gã đàn ông cao chừng 2 mét, vóc người gầy gò, mặt dài, cười xấu xa nói. Bên hông gã ta treo một thanh kiếm nhật, nói vớ vẩn: cái đồ chơi của cậu ta bé lắm, tôi phải dùng kiếm hiển vi mới soi ra được, chẳng phải sẽ khiến tôi mệt chết sao? Chị Hoa liếc mắt nhìn quyến rũ, che miệng cười khẽ. Chàng trai trẻ cầm đầu mặc áo đen, tóc dài che nửa bên mặt, khuất đi một con mắt. Da mặt gã trắng nõn nà, sau lưng là một thanh đao cổ màu đen. Một làn gió lớn thổi qua nhà máy cũ nát, bụi bặm bị cuốn hết lên. Vô số rác rưởi bị gió lốc cuốn theo, tạo nên một vòi rồng bằng rác ở một góc hẻo lánh trong nhà máy. Mái tóc dài của chàng trai kia cũng bị gió tốc lên, con mắt còn lại như ẩn như hiện, lóe lên sắc đỏ, hiện lên vẻ khát máu. Gã ta nhìn chằm chằm Trần Thiên Hạo và Chu Tước, sau đó giơ tay ra hiệu. Chân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Ba người kia tức thì ngậm chặt miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người đang đứng bên cạnh chiếc xe. Một đối thủ có thể của bọn họ nghiêm túc đánh một trận, thật thú vị. Tiền Quán Thần tức lộ ruột, mặt đỏ phừng phừng, trừng mắt nhìn Trần Thiên Hạo hung hãn nói: mày là Trần Thiên Hạo phải không? Anh không thèm ngó ngàng gì đến ông ta, từ lúc bước ra chỉ nhìn chằm chằm về phía mẹ của mình. Sau khi trông thấy vết bàn tay đó lừ trên mặt bà, sắc mặt anh tối sầm cả lại. Ông dám đánh mẹ tôi sao? Ánh mắt sâu hun hút như sắp nhỏ máu quét về phía Tiền Quán Thần, như đang nhìn một kẻ đã chết. Đánh mẹ mày là còn nhẹ đấy, mau giao con trai tao ra, nếu không tao giết bà ta. Đầu Tiền Quán Thần nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ bừng, ông ta khẽ gầm lên. Bây giờ ông quỳ xuống cầu xin mẹ tôi tha thứ. Trần Thiên Hào mặt mày vô cảm đáp, cơ thể anh tỏa ra sát khí ngút trời. Ông ta chết cũng không thể khiến anh nguôi giận. Ha, thằng nhãi, mày sợ đến ngu luôn rồi sao? Tiền Quán Thần ngẩng đầu cười lớn, nhặt một cái ống thép lên, vẻ mặt lộ rõ sự độc ác. Người phải nói câu này là tao chứ. Mau mau giao con trai tao ra, sau đó quỳ xuống cầu xin tao. Tao sẽ cho hai mẹ con mày được chết toàn thân. Trần Thiên Hào không nói nữa, Chu Tước mở cốp xe ra, sau đó vứt Tiền Cẩm đầu nước toát từ trong xe xuống. Tiền Quán Thần nhìn thấy vậy, hai mắt lăm sòng sọc, lập tức đổ cơn điên. Tiền Cẩm, dám giết con trai tao, mày phải chết. Ông ta điên cuồng gào thét, đập ống thét trong tay về phía bà Trần. Vèo!
Một thanh mã tấu lóe sáng trong công xưởng u tối. Vùm! Nó xuyên thủng bàn tay đang cầm ống thép của Tiền Quán Thần. Mũi dao lóe sáng, lóe tóe lên ánh lửa khi va chạm với ống thép. Ống thép lập tức trở nên nóng bỏng tay. Tiền Quán Thần hét lên một tiếng, vứt nó ra xa. Bàn tay bị đâm bị bỏng nổi mụn nước. Thanh mã tấu thứ hai lại đâm xuyên qua đùi ông ta. Tiền Quán Thần thét lên thảm thiết, ôm cái đùi đẫm địa đầm mềm máu, nằm dưới đất thở hổn hển. Tôi tốn tiền mới mời mấy người đến xem kịch sao, mau ra tay. Hai mắt Tiền Quán Thần đỏ bừng, hét lớn vào mặt bốn tên kia. Đùi, bàn tay đau đớn vô cùng. Nỗi đau này khiến ông ta nghiến răng nghiến lợi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống từ trên trán như những viên ngọc trai. Trần Thiên Hạo chẳng thèm nhìn tới ai. Anh rút ra một điếu thuốc khẽ châm lửa, sau đó bước đến chỗ bà Trần. Bốn tên sát thủ nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Giết! Tên cậu ba hét lên, dây xích trong tay điên cuồng quay tròn. Quả cầu sắt cực lớn lao vù vù xuyên qua không khí, đập thẳng về phía lưng Trần Thiên Hạo. Trần Thiên Hạo coi thường bọn họ, khiến hắn nổi giận. Chủ tước cười khẩy một tiếng, cô lộn người cầm lấy hai ống thép sắc bén, sau đó ngồi xổm ở đó, phi thẳng một ống thép vào ấn đường trên trán tên cậu ba. Ống thép vang lên tiếng vù vù lao vút tới. Sắc mặt tên cậu ba thay đổi, dây xích sắt bị kéo lại. Quả cầu sắt được kéo về, chặt ống thép kia lại. Tên cậu ba cười khẩy. Quả cầu sắt lại được kéo lại, nó vang lên tiếng bột. Cậu ba tóm lấy sợi xích sắt. Quả cầu sắt này nặng tầm 250 cân, vậy mà tên cậu ba coi nó như đồ chơi vậy. Hắn lại quăng nó ra, tạo ra tiếng gió rít gào như xé vỡ không khí. Thực lực của tên cậu ba lại mạnh lên rồi. Ba tên kia thầm tán dương, e rằng cho dù là ai trong ba bọn họ cũng khó lòng đánh bại lại cậu ba bây giờ. Đùng! Quả cầu sắt rơi xuống đất, tạo nên âm thanh vang dội, khiến mặt đất nứt toát ra. Cơ thể nhỏ bé của chủ tước nhanh chóng tránh đòn, mấy hòn đá vụn va vào lưng cô ấy, khiến cô khẽ hừ một tiếng. Nhưng chỉ vậy mà thôi. Chủ tước giờ như ma quỷ, cô lóe lên như một cái bóng, lao vút đến bên người tên cậu ba. Tên cậu ba lại vùng quả cầu sắt, chủ tước lộn vòng tại chỗ. Ống thép sắc bén trong tay đâm thẳng vào bụng tên cậu ba. Ống thép đâm thẳng vào bụng tên cậu ba, máu tươi tuôn ra từ ống thép như nước lũ. Tên cậu ba trợn tròn mắt, không tin nổi, nhìn chu tước. Sau đó, hắn ngã gục xuống đất. Quả cầu sắt lớn đập đầu hắn thồng thành một đống thịt nát. Cậu ba! Chị Hoa hét lớn, quay đầu nhìn chu tước, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, trông vô cùng vặn vẹo, đi chết đi. Cùng lúc đó, hai người đàn ông cao to rút kiếm giật ra, phối hợp cùng chị Hoa tấn công chu tước. Chu tước nhướng mày, mũi chân cô ấy liên tục ấn xuống đất, cả người nhanh chóng lùi lại mấy chục mét. Cô ấy đi đến bên cạnh Tiền Quán Thần, lộn người rút hai thanh mã tấu ra. Tiền Quán Thần hét lên thảm thiết, khuôn mặt ảm đạm lập tức co quắp đến dữ tợn, ông ta sắp muốn ngất đi. Mã tấu ở trong tay chu tước như một con mãnh thú sổ lồng, lao vút về phía hai tên đang xông đến mình. Bốp bốp bốp, tiếng vũ khí liên tục va chạm vào nhau, hai bên đánh không rời. Trần Thiên Hào đi đến trước mặt bà Trần, anh ngồi xổm xuống, cởi sợi dây trói trên người bà. Mẹ! Trần Thiên Hào khẽ gọi. Một lúc sau, bà Trần mới tỉnh, khẽ đáp lại. Thiên Hào à, con trai mẹ đó sao? Mẹ, là con Thiên Hào đây, con đến rồi. Hốc mắt Trần Thiên Hào đỏ ửng lên, anh nắm chặt tay bà Trần. Con trai mẹ tới rồi. Hà, mẹ biết mà, mẹ biết con trai mẹ sẽ đến cứu mẹ mà. Bà Trần mỉm cười, gò má bà tới tím bằng đạn. Đang cười thì cơn đau kéo đến. Bà Trần khẽ rên rỉ một tiếng. Mẹ, mẹ ngồi nghỉ một lát đi. Trần Thiên Hào cởi áo vest ra, để bà Trần ngồi xuống dựa vào cột trụ của công xưởng. Anh cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Mau phái người đến đưa mẹ tôi đi. Thiên Hào, tên nhãi nhỏ Tiền kia đâu? Bà Trần thở hổn hển, nghiến răng hét to. Bị thương thôi, đang nằm dưới đất. Tí nữa con làm thịt thằng đàn nhãi đó cho mẹ. Nhà họ Tiền là một trong tứ đại gia tộc của Nam Thành, chúng ta không thể giữ lại mối họa này. Bà Trần hung tợn nói. Vâng ạ. Trần Thiên Hào mặc áo sơ mi trắng, đứng bên trông nom bà. Anh sợ bà sẽ xảy ra chuyện gì. Vút vút, mã tấu vút qua, chị Hoa và gã cao 2 mét đã bị cắt mất động mạch bật, động mạch trên đùi. Hai người hét lên thảm thiết, chỉ có thể bật lùi về phía sau.
Chu Tước lộn người ngay tại chỗ, mã tấu múa trên tay, cắt đứt gân chân của hai người. Hai chân đau nhức, hai người đó lập tức bất lực ngã ngồi xuống đất. Giây phút bọn chúng ngã xuống đất, mã tấu trên tay Chu Tước vụt qua, yết hầu hai người lập tức bị cắt đứt, máu tươi phun ra cả mấy mét. Hai người ôm chặt cổ, tuyệt vọng co giật ngã xuống đất. Vút, một ống thép lao đến. Chu Tước tung người lao qua. Ống thép lao qua với tốc độ cực nhanh, đâm rách cánh tay cô ấy. Cơn đau nhói khiến Chu Tước nhíu mày. Con dao cổ màu đen ghé sáng rạch qua trước ngực cô. Sắc mặt Chu Tước thay đổi, cô cong người bật về phía sau. Hai tay Chu Tước chống xuống đất, hai chân tung cước đá thẳng về cổ tay tên đang cầm dao của đối phương. Âm! Đối phương lập tức bị đá văng ra, mắt hắn long sòng sọc, động tác như ẩn như hiện. Con dao cổ trên tay chém xuống, Chu Tước ấn vết thương trên tay xuống, tung người nhảy qua. Vù! Con dao cổ rơi xuống đất, khiến mặt đất nứt toác. Con dao đột nhiên hất qua, mấy viên đá vụn bay bị đá văng, mấy viên đá vụn lao thẳng về phía trước mặt Chu Tước. Chu Tước kinh ngạc, cô lộn người ra sau. Sau khi đáp xuống đất vẫn chưa đứng dậy, Chu Tước nằm dưới đất hít mắt, mũi chân ẩn xuống đất, xông thẳng về tên sát thủ có biệt danh là kẻ ác. Hai tay cô múa mã tấu, con dao lóe sáng. Vù! Mã tấu cắt đứt gân chân tên kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, con dao cổ chém thẳng vào lưng Chu Tước, vết thương dữ tợn lập tức tuôn máu. Chu Tước nghiến răng lộn người, ngẩng cao đầu, dùng hai thanh mã tấu trên tay chém thẳng vào kẻ ác khi hắn còn chưa kịp đứng vững. Rẹt rẹt, lồng ngực của kẻ ác bị mã tấu liên tiếp cắt qua. Hắn lập tức nắm chặt con dao cổ, quỳ dưới đất, máu tươi thấm ướt người, trên mặt đất toàn là vết máu. Kẻ ác trợn tròn hai mắt, hơi thở thoi thóp, mất hết khả năng chiến đấu. Cuối cùng tứ đại sát thủ của ám dạ đều bị tiêu diệt. Chu Tước đứng dậy, cởi áo ra, dùng sức bịt chặt vết thương, cố gắng cầm máu. Sau đó cô ấy liền lau vết máu trên mặt. Chu Tước mặt mày lạnh lùng đi đến trước mặt Tiền Quán Thần. Một màn huyết chiến kia khiến Tiền Quán Thần khiếp sợ, mạnh, quá mạnh. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao Trần Hinh Hạo có thể hóa giải các nguy hiểm xảy ra liên tiếp. Có thuộc hạ như vậy thì còn lo gì nữa chứ. Hơn nữa thuộc hạ của anh đã như vậy thì thực lực của anh phải kinh khủng đến nhường nào. Mã tấu đâm thủng quai hàm vô ra. Chu Tước cứ thế kéo Tiền Quán Thần đến trước mặt Trần Thiên Hạo, sau đó ném ông ta xuống. Máu tươi tuôn ra từ trong miệng. Tiền Quán Thần ôm chặt miệng, cả người run rẩy nằm dưới đất. Lúc này trong lòng ông ta là một cơn giận mãnh liệt, nhưng nó đã sớm chìm trong sự sợ hãi. Tha mạng cho tôi, tha cho tôi một mạng, tôi sẽ nghe lời cậu, quỳ xuống dập đầu xin lỗi mẹ cậu. Tiền Quán Thần bò dậy, quỳ xuống dập đầu trước mặt bà Trần, trán toàn là máu. Âm thanh va chạm với mặt đất vang to khắp xưởng. Bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi sao? Muộn rồi. Bà Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Thiên Hào không thèm để ý tới ông ta. Anh nhìn Chu Tước. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ giữa những ngón tay. Toàn bộ vạt áo sau lưng cô ấy đều đầy máu. Nghỉ ngơi chút đi. Trần Thiên Hào lạnh lùng nói. Chu Tước lập tức quỳ xuống. Chu Tước có tội. Không sao. Mấy tên kia không giống võ sĩ bình thường. Anh nhìn kẻ ác đứng dưới đất, giữ hắn lại còn có tác dụng. Chu Tước gật đầu, sau đó lại nhìn Tiền Quán Thần. Trần Thiên Hào cảm thấy khó chịu, đá vào Tiền Quán Thần còn đang dập đầu dưới đất. Ông hết cơ hội rồi. Tiền Quán Thần tuyệt vọng bò dậy, sợ hãi không ngừng run rẩy. Một giây sau, Chu Tước đứng dậy, lấy ra một thanh mã tấu đi đến sau lưng ông ta. Cảm nhận được sự sắc bén của thanh mã tấu đang dần dần lại tới gần cổ họng của mình, Tiền Quán Thần nuốt nước bọt. Ông ta đột nhiên nhớ ra một việc, mắt lập tức sáng lên. Ông ta nói, đừng giết tôi sẽ nói cho cậu một chuyện vô cùng quan trọng. Chu Tước lập tức chần chừ, cô ấy nhìn sắc mặt Trần Hinh Hạo. Trần Hinh Hạo vẫn không nhìn ông ta, đang châm một điếu thuốc. Tiền Quán Thần phát hiện ra không có hiệu quả, liền nói tiếp, cha cậu Trần Vĩnh Cường không đơn giản là chết vì tai nạn giao thông. Trần Hinh Hạo giật mình, trong mắt co rút lại, nhìn Tiền Quán Thần, nói đi. Chuyện này có liên quan đến nhà họ Triệu. Ông ta nuốt nước bọt. Lúc đó, tôi tham gia cuộc họp của tứ đại gia tộc. Nhà họ Triệu mời cha cậu tham gia. Còn có cả một thế lực ở nước ngoài. Lúc đó, tôi cũng ngạc nhiên. Không hiểu tại sao,
Tứ đại gia tộc lại mời nhà họ Trần. Về sau tôi mới biết cha cậu nắm trong tay một bí mật rất quan trọng. Vì bí mật này nên cha cậu mới chết. Bí mật sao? Trần Thiên Hạo nhíu mày, anh nhìn bà Trần. Bà Trần cũng kinh ngạc.